Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Như thường lệ, hàng ngày vào lúc 18 giờ tối, trên hai kênh là VTC1 và VTC14 thì chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những thông tin rất hấp dẫn và rất đáng chú ý. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6 và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những phần điểm tin chính của chương trình ngày hôm nay. Tôi là Thanh Mai. Còn tôi là Thùy Dương. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay có gì. Các thí sinh sẽ bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 trong thời tiết nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa hè cho đến nay. Công an Khánh Hòa nổ súng khống chế nghi can cầm dao cố thủ nhiều giờ sau khi sát hại vợ. Thừa cân béo phì hay vòng eo quá lớn đang là nỗi ám ảnh của các chị em. Vậy việc sở hữu một vòng eo thon gọn có quá khó hay không? Cổ động viên Nga nói lời xin lỗi vì đã cưỡng hôn nữ phóng viên World Cup sau khi cá độ bóng đá. Hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng gay gắt ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Nếu những ai phải ra đường trong ngày cuối tuần như ngày hôm nay thì đều cảm nhận được sự ngột ngạt đến khó thở. Dạng thời tiết này sẽ còn duy trì trong những ngày tới và kéo dài cho tới giữa tuần sau. Và các thí sinh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia chắc chắn sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào trước dạng thời tiết như thế này. Hôm nay nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt 13 giờ chiều ngày hôm nay phổ biến khoảng từ 35 đến 37 độ C. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ngày mai nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng. Mưa rông chỉ xuất hiện vào khoảng thời gian chiều tối và đêm nên việc hạ nhiệt là không nhiều. Đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất từ đầu mùa và sẽ còn duy trì đến giữa tuần sau. Riêng với khu vực vùng núi phía Bắc, cần lưu ý các cơn mưa rông về chiều tối dễ kèm theo tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 bắt đầu từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 và cũng trùng vào đợt nóng này, nên các bậc phụ huynh và các thí sinh cần phải lưu ý để giữ gìn sức khỏe, đảm bảo tham gia đầy đủ và hoàn thành các bài thi một cách tốt nhất. Vâng, và các chuyên gia y tế thì có khuyến cáo với thí sinh khi tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vào những ngày tới thì điều quan trọng nhất là các bạn phải uống đủ nước, tăng cường thêm hoa quả để tránh mất nước, và đặc biệt là khi di chuyển trên đường thì mang đầy đủ vật dụng chống nóng để các bạn không bị say nắng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm bài thi của các bạn. Vâng, chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Sức nóng của thời tiết ngày hôm nay dù mang lại cảm giác rất là khó chịu cho rất nhiều người khi mà phải ra đường hay là tham gia các hoạt động ở ngoài trời. Nhưng mà ở một khuôn viên nhỏ tại một nhà hàng ở thủ đô Hà Nội thì sự ngột ngạt của thời tiết hôm nay không trở thành vấn đề quá lớn với rất nhiều những cặp đôi khuyết tật, mà ngược lại họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái, và hơn hết là niềm hạnh phúc vô bờ khi may mắn được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội tổ chức hôn lễ cho họ. Vâng, và một đám cưới tập thể cho 41 cặp đôi người khuyết tật đến từ nhiều vùng miền khác nhau thì đã được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho những người khuyết tật kém may mắn trong cuộc sống có một cái kết duyên ý nghĩa và đáng nhớ nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Với chủ đề Giấc mơ có thật, đám cưới dành cho 41 cặp đôi khuyết tật với mong muốn đáp ứng nguyện vọng bao lâu nay của họ. 41 cặp đôi, họ là những người có hoàn cảnh khác nhau, đến từ những vùng miền khác nhau trên cả nước, nhưng họ có một điểm chung là chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Tại đám cưới đặc biệt này, những cô dâu chú rể được khoác lên mình bộ đồ cưới, chụp ảnh cưới và có lễ cưới đầm ấm bên gia đình, bạn bè và người thân. Giấc mơ có thật đã viết tiếp giấc mơ cổ tích dành cho những người yếu thế, đang thiệt thòi và đôi khi bị xã hội lãng quên, mang đến sự lạc quan và tình yêu cuộc sống cho người khuyết tật và cả cộng đồng. Xuất tinh ra máu 4 lần một tuần, một người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội được các bác sĩ tại Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội chẩn đoán là bị vỡ mạch máu niệu đạo. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân là do quá trình phóng tinh áp lực lớn, các mạch máu trong niệu đạo bị dồn nén, vỡ ra nên dẫn đến chảy máu khi xuất tinh. Và được biết là rất hiếm những người đàn ông mắc phải chứng bệnh này. Được biết, một ông bố ba con đến Bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Hà Nội khám với tình trạng một tuần nay đã xuất tinh ra máu 4 lần. Đây là lần đầu tiên anh gặp tình trạng như thế này. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị vỡ một mạch máu trong thành niệu đạo. Nguyên nhân là do quá trình phóng tinh áp lực lớn, các mạch máu trong niệu đạo bị dồn nén, vỡ ra nên dẫn đến chảy máu khi xuất tinh.
Các bác sĩ cho biết, với các trường hợp xuất tinh ra máu có thể nhận biết bằng việc quan sát bên ngoài, trường hợp không thể nhìn thấy bằng mắt thường có thể làm vi thể mới thấy được hồng cầu trong tinh dịch. Để điều trị cần phải dựa vào nguyên nhân gây ra bệnh để đưa ra phác đồ điều trị hợp lý tùy theo từng trường hợp. Và chúng tôi thì cũng được biết là nguyên nhân thường thấy nhất gây ra tình trạng trên là do nam giới bị tổn thương niệu đạo vì quan hệ tình dục với tần suất quá dày, quan hệ sai tư thế khiến niêm mạc niệu tổn thương. Ngoài ra thì hiện nay tình trạng nam giới mắc các bệnh lý về đường sinh dục thì cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì phần đông trong số họ thì còn ái ngại và chưa sẵn sàng cho việc đi khám bệnh. Vâng, các bác sĩ thì cũng khuyến cáo là khi phát hiện tinh dịch có lẫn máu, đặc biệt là ở nam giới dưới 40 tuổi thì không được chủ quan mà cần phải đến gặp ngay bác sĩ nam khoa để được khám và được điều trị sớm. Bởi nếu không điều trị kịp thời sẽ sinh ra kháng thể, kháng tinh trùng trong máu và làm giảm khả năng sinh sản. Thưa quý vị, những vụ án giết người do phê ma túy đá bị ảo giác thì đã xảy ra không ít, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Và chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ vụ án khi ca sĩ Châu Việt Cường vì ngáo đá mà đã vì cổ nhét tỏi vào miệng khiến người yêu bị nghẹt thở rồi dẫn đến tử vong và nghĩ rằng là bạn gái thì đã bị ma nhập. Vâng, và trong rạng sáng ngày hôm nay thì cũng có một vụ án rùng rợn không kém ạ. Sau một cuộc cãi vã, một thanh niên nghi ngáo đá đã sát hại vợ mình bằng dao trong một căn nhà ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan chức năng thậm chí đã phải nổ súng để có thể khống chế được đối tượng này. Khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát 113 đã đến hiện trường tại gia đình đối tượng tên là Tiến ở đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang. Tại hiện trường, Tiến cầm dao Thái Lan dài 30cm và cố thủ trong nhà. Cạnh đó là người phụ nữ là vợ Tiến bị cuốn chăn với nhiều vết máu. Sau nhiều lần thuyết phục không thành, đến 6 giờ sáng nay, cảnh sát 113 đã tiếp cận được đối tượng ở khoảng cách phù hợp. Ngay lập tức, lực lượng công an nổ súng phá cửa lao vào và khống chế đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Nạn nhân được xác định là vợ của Tiến đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định sau khi sử dụng ma túy, Tiến và vợ cãi nhau vì chuyện Tiến thua độ bóng đá. Vâng, và lại là câu chuyện liên quan đến việc cá độ bóng đá. Mới chiều tối qua thì công an thành phố Hà Nội đã kịp thời giải cứu một thanh niên 28 tuổi quê ở Hải Dương có ý định nhảy cầu Chương Dương tự tử vì thua cá độ bóng đá tới 200 triệu đồng từ đầu mùa World Cup cho đến nay. Hậu quả từ chuyện cá độ bóng đá thì có thể chúng ta đã nhìn thấy rất rõ về việc chúng ta sẽ tiêu tán tài sản, gia đình tan nát, thậm chí không kiểm soát được những hành động có thể giết người hay tự tìm đến cái chết. Và có thể nói rằng World Cup thì chỉ mới bắt đầu được 10 ngày thôi và có thể sẽ còn rất nhiều vụ cá độ nữa diễn ra. Và mới đây, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao đã vừa triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng và quy mô lên đến 600 tỷ đồng với hàng nghìn người tham gia. Sau thời gian điều tra, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 nghi can tổ chức đánh bạc, bao gồm Võ Văn Nghĩa, Võ Văn Hòa, Đỗ Thị Tú Anh, Phan Thanh Hoàng, Trần Giang Ý Huệ cùng chú tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trần Giang Ý Huệ chính là người cầm đầu đường dây này. Huệ trực tiếp móc nối giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá là 12bet.com đặt tại Philippines. Từ đầu năm 2017 cho tới nay, nhất là đầu mùa World Cup, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc trên trang web của đường dây này là 600 tỷ đồng với hàng ngàn con bạc trên cả nước tham gia. Người chơi nếu muốn tham gia sẽ phải tạo tài khoản trên trang web này và nộp tiền qua hệ thống ngân hàng thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online. Sau đó thì nhóm tổ chức đánh bạc sẽ cấp cho người chơi lượng tiền ảo tương ứng. Hiện vụ việc này đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vâng, và cũng liên quan đến cá độ một trận bóng đá thì những điều mà một cổ động viên của Nga thì phải trả giá cho đội tuyển của mình khi bị thua lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi anh có ý định tiếp cận với một nữ phóng viên người Colombia và sẵn sàng ôm hôn nữ phóng viên này ngay khi nữ phóng viên đang dẫn một bản tin trực tiếp sau trận đấu. Và sau những gì đã diễn ra thì cổ động viên này thì cũng đã xin lỗi phóng viên vì những hành động của mình. Vâng. Anh chàng người Nga đã gửi lời xin lỗi tới nữ phóng viên Tehran qua cuộc gọi video trên kênh truyền hình Đức.
Cổ động viên này đã từ chối nêu tên và cho biết anh đã hành động rất bất cẩn và không nghĩ rằng sẽ khiến nữ phóng viên sốc và bối rối. Được biết, phóng viên Tehran tuần trước đã sang đưa tin về World Cup từ thành phố Saran thì bất ngờ bị cổ động viên này hôn vào má. Anh ta thậm chí chạm tay vào ngực cô. Tuy bối rối nhưng Tehran nhanh chóng trấn tĩnh và hoàn thiện bản tin. Anh chàng người Nga cũng giải thích rằng anh cá cược với một người bạn nhưng dường như hơi lỡ tay khi làm điều đó. Vâng, sau sự việc của Tehran thì một nữ phóng viên khác người Thụy Điển cũng bị một nam cổ động viên đến sàm sỡ khi đưa tin không khí ở Nga trước trận Thụy Điển gặp Hàn Quốc. Những điều này thực tế thì không dễ dàng được chấp nhận trong đời sống văn hóa phương Tây. Những câu chuyện xảy ra với các nữ phóng viên này đã khiến cho họ có đôi chút cảm giác khó chịu và áp lực. Tuy nhiên, trong một không khí rất là cuồng nhiệt của World Cup, hành động có phần quá khích của những người đàn ông này được châm chước phần nào. Vâng, và trong cuộc sống thì chúng ta đôi lúc cũng không tránh khỏi những cái giây phút mệt mỏi, áp lực. Nhưng mà những áp lực từ công việc, công áo, gạo tiền hàng ngày phải đối mặt thì lẽ ra trở thành cái nỗi lo đối với rất nhiều người trong xã hội hiện đại. Phần nhiều thì con người ta chấp nhận được những áp lực đó để tiếp tục hy vọng cuộc sống ở phía trước thì tốt đẹp hơn. Vâng, nhưng với một suy nghĩ và hành động để có thể thoát khỏi áp lực của cô gái Australia dưới đây sẽ khiến cho không ít người bất ngờ khi mà cô sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hối hả nơi thành thị ngột ngạt để tới Nam Mỹ sống như người rừng. Cô gái này là Leanne Rapley, tài khoản YouTube là Freely the Banana Girl. Cô đã chuyển tới một ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng ở Nam Mỹ cùng với bạn trai. Một ngày của cô thường là đạp xe, tắm ngoài trời, ăn trái cây mình tự trồng. Freely nói lối sống này đã tiết kiệm cho cô hàng nghìn đô la Mỹ và mang tới sự yên bình như chốn thiên đường mà cô chưa bao giờ có được khi sống ở chốn thị thành. Giải thích về sự lựa chọn của mình, cô gái cho biết cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống khi mà phải làm việc 9 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Bên cạnh đó thì việc phải mặc những bộ quần áo gò bó, trang điểm, đi giày cao gót và phải nở nụ cười gượng gạo với mọi người cũng khiến cho cô cảm thấy rất chán nản. Thưa quý vị, người ta thì vẫn nói rằng không ai đánh thuế ước mơ làm đẹp của phụ nữ. Điều đó có nghĩa làm đẹp là nhu cầu tất yếu của tất cả chị em. Ai cũng muốn sở hữu một gương mặt V-line, một bộ ngực đầy đặn và dĩ nhiên là một vòng eo 56 thì càng tuyệt vời hơn. Tuy nhiên thì không phải chị em nào cũng sở hữu được một vẻ đẹp ngoại hình hoàn hảo như thế và nhất là có được một vòng eo lý tưởng. Vì thế mà không ít chị em thì thi nhau đi giảm mỡ bụng, thu gọn eo. Vậy thì mơ ước về một vòng eo 56 có quá khó với các chị em cần có nhưng mà cũng cần có những sự cẩn trọng như thế nào khi có ý định giảm mỡ thừa vòng eo. Thì trong chuyện tối nay chúng tôi có mời tới trường quay tiến sĩ bác sĩ Phạm Việt Dung, hiện đang là giảng viên bộ môn phẫu thuật tại tạo hình Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Dung thì cũng đang làm việc tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn Hà Nội để chia sẻ cùng chúng ta về vấn đề này. Xin được chào bác sĩ. Và chắc hẳn là chị cũng đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm với những chị em phụ nữ mà cũng mong muốn được thu gọn hay là để có được thu gọn cái vòng eo đấy ạ, để có được cái vòng eo lý tưởng. Chị có thể chia sẻ. Bây giờ thì hiện nay thì có thể là cùng với sự phát triển của xã hội và có cái quan điểm về phẫu thuật thẩm mỹ cởi mở hơn rồi, nên là chị em cũng nhiều chị em không ngại ngùng khi mà đi làm đẹp nữa, và thậm chí là đến viện chỗ mà nơi mà tôi làm việc ấy thì cũng đôi khi gặp những cái ông chồng đưa vợ đến để làm đẹp. Và cái trường hợp nào mà chị cảm thấy là ấn tượng nhất với những cái đối tượng mà đã từng đến bệnh viện mà chị trực tiếp cái ca đó? Thực ra thì có những cái trường hợp mà cụ già cũng không thể là gọi là cụ già hay người lớn tuổi gì đó, 60 tuổi, 65 tuổi, 70 tuổi vẫn đến để xin phẫu thuật bụng. Và khi mà được nghe bác sĩ giải thích là có nhiều nguy cơ khi mà phẫu thuật, cụ bảo là tôi chỉ sợ đẹp thôi chứ tôi không sợ chết. Thì có cái trường hợp nào mà những cái người lớn tuổi như vậy, có thể là các bác các cô mà khi mà đến hút mỡ bụng chẳng hạn hay là làm những cái phẫu thuật để mà giảm mỡ vòng eo thì là có những hiện tượng như là bị tai biến hay là bị những cái đột biến khác mà chị? Những cái mà nho nhỏ như là tụ máu tụ dịch gì đấy thì cũng đôi khi gặp, còn
tôi sẽ cũng từng gặp những cái trường hợp mà một số trường hợp mà có những cái biến chứng như là hoại tử, gần như là phần lớn cái nửa dưới của thành bụng khi mà làm ở các cái cơ sở y tế không uy tín, và bác sĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian để chăm sóc, để làm cho lành thương. Vâng, và mất cả đến nửa năm mà. Trời để chăm sóc cái vết thương. Tức là cái thời gian để chăm sóc hoàn thiện cái vết thương là không hề ngắn đúng không ạ? Còn những cái mà cái biến chứng mà rất là nặng nề khi mà lấy mỡ bụng hay là hút mỡ bụng, như là thủng màng phổi hay là chọc thủng vào ruột, qua chọc thủng qua thành bụng ấy, gây thủng ruột, thì những cái đấy là những cái mà tôi chưa thấy, nhưng mà ở trên Ivan thế giới đã ghi rất là nhiều, cũng đã từng gặp rất là nhiều. Rất là nhiều chị em phụ nữ thì quan tâm tới cái việc mà giảm mỡ bụng và để có một cái vòng eo thon gọn, và cũng rất là nhiều người đã tìm đến cái phương pháp đó là hút mỡ bụng và làm người ta gọi là phẫu thuật đúng không ạ? Trong cái tiêu chuẩn này. Thực ra thì thế này, có hai cái cách phẫu thuật đấy là phẫu thuật lấy bỏ toàn bộ, cắt bỏ toàn bộ phần mỡ và da thừa đi, thì đấy gọi là phẫu thuật tạo hình thành bụng. Và những cái đấy thì được chỉ, những cái kỹ thuật này, phẫu thuật được chỉ định cho thường là các cái phụ nữ mà sau khi mà sinh em bé, thì ngoài cái việc mà thừa mỡ bụng ra thì còn thừa da và cân thành bụng nó nhẽo, nó chảy xệ mà không thể co hồi lại được. Thì cái việc phẫu thuật ngoài lấy cái mỡ, người ta còn lấy bỏ cả da thừa và khâu tái tạo lại cân thành bụng. Thì cái phẫu thuật này sẽ đem lại cái hiệu quả rất là thay đổi đáng kể về mặt hình dáng bụng cho cái hàng, cho bệnh nhân. Còn cái hút mỡ bụng thì đó là cái kỹ thuật mà người ta đánh tan cái lớp mỡ ở dưới da thành bụng ra bằng cơ học nhiệt hay là bằng sóng siêu âm, và sau đó thì người ta dùng một cái dụng cụ như là một cái que nhỏ để nối với lại cái máy hút áp lực âm và đưa cái mỡ đó ra ngoài. Thì đây là hai cái mà bắt buộc là phải dùng ở trong bệnh viện, bắt buộc là phải kỹ thuật phải thực hiện trong bệnh viện. Vậy thì cái việc mà cắt mỡ thừa ở bụng ấy ạ, thì là nó có gây ra những cái biến chứng, và có ca nào mà bác sĩ trực tiếp mình làm mà mình thấy một số những cái biến chứng nhỏ nhỏ như là tụ máu, tụ dịch hay là có thể nói là những cái phiền toái như là sẹo lồi rồi là sẹo giãn gì đó, thì cũng là một cái vấn đề cũng khá thường gặp đối với phẫu thuật tạo hình thành bụng. Và một số cái kỹ thuật, là một số cái mà biến chứng khác như là lâu chậm liền vết thương hay là hoại tử thành bụng như là ca vừa nãy nói tới ấy, thì nó cũng liên quan đến một số đến kỹ thuật hoặc là cái một số cái bệnh lý mà có sẵn trên cơ thể của bệnh nhân mà mình không xác định trước. Và chị em phụ nữ thì tìm đến rất là nhiều những cái cách để mà giảm mỡ bụng. Ví dụ như là đến những cái spa hay là những cái thẩm mỹ thì người ta cũng quảng cáo rất là nhiều về cái việc là sẽ để giống như chị vừa chia sẻ đúng không ạ? Hút chân không này, rồi là sẽ dùng những cái tạo nhiệt đúng không ạ? Hút mỡ bụng rồi là tác động bằng cái lực đấy ạ, vân vân. Thì đến những cách đó thì không biết là có an toàn không? Cái mà phẫu thuật hút mỡ ấy thì đúng là tác dụng nhìn thấy ngay. Nhưng mà cái đó khi hút mỡ được đưa ra ngoài qua một cái máy hút chân không, và đương nhiên là phải can thiệp, phải có gây tê, phải có gây mê. Và những cái đó thì cái phẫu thuật đấy nó cũng có tiềm ẩn một cái nguy cơ mà Ivan có nói đến, đấy là tắc mạch mỡ, tức là các cái tế bào và các cái giọt mỡ sau khi mà được đánh tan ra ấy, nó chui vào trong cái mạch, chui vào trong mạch máu và có thể là gây tắc mạch phổi và gây tử vong. Thì cái đấy là cái mà cũng là cái mà đáng sợ nhất của cái hút mỡ, và điều đó làm cho cái kỹ thuật hút mỡ bắt buộc phải được thực hiện ở trong bệnh viện, những cái nơi mà được có chuyên khoa về phẫu thuật đúng không? Đúng rồi, có chuyên khoa về phẫu thuật và có
có cái điều kiện sẵn sàng để cấp cứu trong những cái trường hợp mà cần phải hồi sức cấp cứu. Còn có những cái kỹ thuật mà quảng cáo là đánh tan mỡ rồi hút mỡ rồi đánh tan mỡ bằng các cái loại máy loại sóng, sau đó thì mỡ thừa được thải qua thận rồi thải qua da. Thì những cái đấy không có cơ sở, qua da rồi qua đường đúng nước tiểu rồi, không có cơ sở khoa học nào cả. Các bạn biết là da nó là một cái cấu trúc được che phủ bởi biểu mô và để bảo vệ cơ thể, không có cái không thể nào mà mỡ thoát qua da được, nước cũng không thể thấm chứ không phải cũng thể nào mà mỡ thoát qua da được. Cái nữa là cái màng lọc của cầu thận ấy, cầu thận thì nó là cái cấu trúc mà nó chỉ để lọc nước tiểu, nước thải cộng với lại các cái chất khoáng, các cái chất điện giải, chứ không thể nào mà cho cái tế bào, không thể nào mà làm cái nhiệm vụ mà lọc các cái tế bào mỡ ra ngoài. Vậy thì có những cái phương pháp ví dụ như là tác động bằng tay này, đánh mỡ bằng tay này, dùng lực ạ, rồi là bấm huyệt này, rồi là cấy chỉ này, thì những cái phương pháp đó thì không biết là có tác dụng hiệu quả gì không, hay là tất cả những cái đấy đều chưa có cái cơ sở khoa học nào, không có đầy đủ cái cơ sở khoa học để chứng minh cái tác dụng và hiệu quả của nó. Vâng, và dù là chúng ta cũng rất là quan tâm tới cái việc an toàn khi mà chúng ta giảm béo hay là cắt mỡ bụng hay là để có một cái vòng eo thon gọn, có rất là nhiều cái tác động thẩm mỹ hay là uống thuốc vân vân để mà chúng ta giảm cân. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho chị em phụ nữ khi mà họ có một cái mong muốn làm đẹp nhưng mà phải đảm bảo được cái sự an toàn cho mình không ạ? Theo tôi cách tốt nhất đấy là chế độ ăn uống hợp lý, chế độ tập luyện. Một cái chế độ ăn uống và tập luyện thật là chặt chẽ này, cuộc sống giải stress, không stress, thì những cái đó là cái yếu tố để mà giúp cho có thể giảm béo và giảm cái vòng bụng một cách hiệu quả và an toàn nhất. Đừng bao giờ trông chờ vào một cái phương pháp gì đấy mà nó mọi người cứ thích là một cái phương pháp gì đấy rất là an toàn mà rất là hiệu quả, không có can thiệp, không có xâm lấn bằng các cái máy móc hoặc là bằng các cái thảo dược gì đó. Nếu có như thế, nếu có những cái máy móc như thế thì dân Mỹ không có cái tỷ lệ mà béo phì lớn nhất thế giới như thế này. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Mỹ Dung. Như vậy là chúng ta vẫn cứ phải duy trì bằng ăn uống, chăm sóc cơ thể thật tốt và có một tinh thần thoải mái. Đúng rồi, là cái liệu pháp tốt nhất. Và trong những cái trường hợp mà khi mà đã thực hiện những cái khi mà đã thực hiện quy trình ăn uống đó rồi rất là chặt chẽ rồi mà không hiệu quả thì hãy tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Và khi mà nghĩ tới phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy đến gặp các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, những người mà đã được đào tạo bài bản và đã có kinh nghiệm về các cái vấn đề này, thì các bạn sẽ được tư vấn một cách là đầy đủ và với các cái phương pháp mà an toàn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật thẩm mỹ thì đã từng nói với tôi rằng là hãy làm cho mình đẹp hơn thôi chứ đừng biến mình trở thành một người khác. Phẫu thuật thẩm mỹ thì có thể giúp chúng ta đẹp hơn nhưng mà đừng lạm dụng bởi nó có thể trở thành cái điều mà khiến cho chúng ta gánh chịu hậu quả. Trên thực tế thì mơ ước có một vòng eo đẹp thì không phải là khó. Tuy nhiên khó hay dễ thì lại phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức của các chị em để có sự lựa chọn thông minh nhất cho mình một phương pháp hoàn hảo, phù hợp và an toàn. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, và chương trình Chào buổi tối của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.